Người đời nói, không có gì biệt tăm biệt tích mãi, và đó là sự thật. Cùng khám phá những con tàu trường tồn cùng năm tháng nhé. Con tàu đầu tiên cực kỳ thú vị này. Nó là con tàu đắm Antiki Thera, một tàu buôn của Hy Lạp từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Nó nằm ở phía đông của đảo Antiki Thera, Hy Lạp, lúc biển Aegean và Địa Trung Hải hợp nhất. Khoảng 2.000 năm sau, năm 1900, một nhóm thợ lặn người Hy Lạp đã phát hiện ra xác tàu. Lúc đó họ đang đến Tunisia. Tuy nhiên, họ buộc phải tìm nơi tránh cơn bão trên một hòn đảo gần đó. Vì không thể đi đâu do bão, họ quyết định tìm hải miên cho đến khi thời tiết tốt hơn. Một trong những thợ lặn đã phát hiện ra con tàu đắm ở độ sâu khoảng 40 mét. Hãy tưởng tượng ai đó đang đi săn hải miên nhưng lại ngoi lên mặt nước với cả tá kho báu khảo cổ học mà xem. Thuyền trưởng của con tàu săn hải miên đã nói với các quan chức Hy Lạp về những gì họ đã tìm thấy. Các quan chức đã cử hai con tàu đến chỗ xác tàu Antiki Thera. Hoạt động trục vớt đã thành công và các khám phá hiện đang ở Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Hy Lạp ở Athens. Các phát hiện bao gồm ba con ngựa bằng đá cẩm thạch với kích thước bằng ngựa thật, đồ trang sức, tiền xu và hàng trăm tác phẩm nghệ thuật, trong đó có một bức tượng khổng lồ cao 2 mét của Hercules. Trong số những báu vật Antiki Thera Amphibi, bức tượng bằng đồng của một chàng thanh niên là được chú ý nhiều hơn cả vì nó không tuân thủ khuôn mẫu quen thuộc và không có bản sao nào thuộc loại này được biết đến. Bức tượng cầm một vật hình cầu. Các học giả có nhiều giả thiết về việc người này là ai nhưng vẫn chưa thể thống nhất được. Hơn 70 năm sau, Jacques-Yves Cousteau cùng nhóm của ông đã đến khu vực này và thu hồi thêm hàng trăm hiện vật cũng như hài cốt của 4 người. Điều thú vị là họ đã phát hiện ra một bộ phức tạp gồm các bánh răng lồng vào nhau, có khả năng dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và một số hành tinh. Bộ máy này còn có hiển thị thời gian của các năm có nhật thực và nguyệt thực trong tương lai. Hãy xem bộ máy Antiki Thera này như lịch máy tính sơ khai vậy. Bạn biết đấy, để lên kế hoạch cho các sự kiện quan trọng như hoạt động nông nghiệp, nghi lễ tôn giáo và Thế vận hội Olympic ấy mà. Những hiện vật được tìm thấy trong con tàu Antiki Thera là một trong những phát hiện quan trọng nhất trong khảo cổ học hiện đại. Chỉ riêng bộ máy Antiki Thera đã thay đổi nhận thức của chúng ta về các giới hạn của công nghệ cổ đại rồi. Nó có thiết kế tinh vi và được tạo ra cách đây hơn 1.000 năm lận. Ngay cả sau tất cả những khám phá tuyệt vời này, các chuyên gia vẫn tin rằng địa điểm đắm tàu vẫn chưa được khám phá hết. Phần lớn là do vị trí của nó và cảnh quan của đáy biển nơi có con tàu. Xác tàu ở quá sâu đối với các thợ lặn, nhưng quá nông để sử dụng một thứ gì đó như tàu lặn. Một cuộc khảo sát được thực hiện dưới đáy biển vào năm 2012 cho thấy bằng chứng về xác tàu thứ hai cách đó khoảng 245 mét về phía nam. Rõ ràng là khu vực này có rất nhiều thứ cho con người xem. Sẽ thế nào nếu những thợ săn hải miên không đến khu vực này nhỉ? Các nhà khoa học tìm thấy một con tàu đắm ở Nam Cực, dưới đáy biển Weddell, 107 năm sau khi nó chìm. Tên của nó là Endurance. Đây là con tàu bị mất của nhà thám hiểm Nam Cực Sir Ernest Shackleton. Các nhà khoa học để mắt đến nó trong nhiều thập kỷ sau đó, nói rằng nó là một trong những con tàu đắm chưa được phát hiện lớn nhất từ trước đến nay. Đó là lý do họ quay lại toàn bộ quá trình khám phá. Đoạn video cho thấy những gì còn sót lại của Endurance và chứng minh nó vẫn ở trong tình trạng tốt. Nó đã ở vùng nước sâu 3 km trong hơn một thế kỷ, nhưng trông như mới chìm gần đây. Câu chuyện xảy ra như sau. Con tàu va phải băng và chìm vào năm 1915. Shackleton và cả nhóm phải tự thoát ra bằng những chiếc thuyền cứu sinh nhỏ. Từ đó trở đi, họ chỉ tập trung vào cố gắng sinh tồn. Shackleton đưa được thủy thủ đoàn đến nơi an toàn, sau đó con tàu chìm. Vâng, đây là một câu chuyện khá ấn tượng, nhưng vì sao các nhà khoa học lại coi trọng con tàu vậy? Đầu tiên, đoàn thám hiểm hoàng gia xuyên Nam Cực của Shackleton đã ra khơi để băng qua Nam Cực lần đầu tiên. Vâng, thủy thủ đoàn đã bị mắc kẹt trong băng, nhưng ý định ban đầu rất quan trọng. Thứ hai, chính là thử thách tìm kiếm con tàu đắm. Biển Weddell hầu như luôn bị bao phủ bởi băng biển dày. Bạn biết đấy, cũng chính là lớp băng biển đã từng khiến Endurance chìm mà. Để đến được gần vị trí mà họ nghĩ là nơi tàu chìm đã rất khó, chưa nói đến việc tiến hành nghiên cứu. Các chuyên gia của nhóm thám hiểm hiện đại đã đoán trước được thời điểm băng biển Nam Cực ở mức thấp nhất bằng cách sử dụng các hình ảnh vệ tinh. Họ nhận ra thời tiết có lợi cho họ để bắt đầu một cuộc thám hiểm. Tiến sĩ John Shears cho biết họ đã hoàn thành xuất sắc cuộc tìm kiếm con tàu đắm khó nhất thế giới, chống lại băng biển dịch chuyển liên tục, bão tuyết và nhiệt độ ở mức âm 18 độ C.
Tôi không tưởng tượng nổi điều kiện tồi tệ nhất ở Nam Cực sẽ ra sao, thì những điều kiện trên được gọi là có lợi. Cuối cùng, nhìn vào đây nhé cả nhà. Các thành gỗ của nó, chúng còn rất nguyên vẹn. Ngoài ra, bạn có thể đọc tên con tàu vì vẫn có thể nhìn thấy được. Nhà khảo cổ học hàng hải Manson Bao nói rằng đây là con tàu đắm bằng gỗ tốt nhất mà ông từng phát hiện. Manson đã có 50 năm kinh nghiệm trong nghề. Vì vậy, tôi tin ông ấy. Vậy bằng cách nào mà gỗ không bị mục? Tiến sĩ Michael Taylor, một nhà sinh vật học vùng biển sâu, nói rằng chất lượng gỗ ít bị suy giảm vì không có các loài động vật ăn gỗ ở khu vực không có rừng như Nam Cực. Các công nhân của một mỏ than ở Đông Siberia đã phát hiện ra ba con tàu đắm đã ở đó ít nhất 1.300 năm. Con tàu lớn nhất là một hạm đội La Mã cổ đại. Nó dài khoảng 15 mét với đáy bằng phẳng. Người ta ước tính con tàu có thể chở thủy thủ đoàn từ 30 đến 35 người. Nhìn vào thân tàu, bạn sẽ thấy những dấu vết của việc sửa chữa. Hẳn là nó đã làm việc rất bền bỉ rồi. Bạn biết đấy, nó cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về 1.000 năm trước. Hai con tàu nhỏ hơn phù hợp với mô tả về những con tàu được sử dụng bởi các nhóm người Slav để tấn công biên giới La Mã. Hai con tàu này được phát hiện dưới lớp bùn và đất sét ở đáy sông cổ đại. Rõ ràng, vào thời đó, ở nơi được gọi là thành phố Viminacium, có một căn cứ của người La Mã. Điều thú vị là Viminacium là thủ phủ của tỉnh với dân số ước tính khoảng 40.000 người vào thế kỷ thứ tư sau công nguyên. Để so sánh, dân số này nhiều hơn cả ở Pompeii. Mỏ than Costalac là trung tâm của những kho báu ẩn giấu. Trước đây, các nhà khoa học cổ đã tìm thấy bằng chứng về hoạt động của con người và động vật cổ đại ở chỗ này. Ví dụ, vào năm 2012, các chuyên gia đã tìm thấy xương của ít nhất 5 con voi mammut có lông, loài đã tuyệt chủng khoảng 10.000 năm trước. Các nhà khảo cổ Canada đã tìm thấy một con tàu 150 năm sau khi nó mất tích ở vùng biển Bắc Cực thuộc Canada. Con tàu buôn này được gọi là HMS Investigator. Nó được mua vào năm 1848 để tìm kiếm con tàu của nhà thám hiểm Sir John Franklin bị mất trong chuyến thám hiểm hành lang Tây Bắc. HMS Investigator đã rời Anh vào năm 1850 để thực hiện chiến dịch giải cứu này. Đoàn thám hiểm do Robert McClure làm thuyền trưởng đã hạ thủy con tàu HMS Investigator. Ông nhận ra mình đang ở giai đoạn cuối của hành lang Tây Bắc, con đường biển xuyên Bắc Mỹ. Nhưng trước khi có thể ra khơi trên biển Beaufort, con tàu nặng 122 tấn đã bị mắc kẹt trong lớp băng dày. Thủy thủ đoàn đã trải qua mùa đông ở eo biển Prince of Wales. Mùa hè năm sau, McClure lại cố gắng lái tàu đến cuối hành lang Tây Bắc, nhưng lại một lần nữa bị băng chặn đường. Tại đây, thủy thủ đoàn buộc phải rời khỏi con tàu. Robert lái tàu vào vịnh Mersey. Họ đã ở đó cho đến năm 1853, thì thủy thủ đoàn của HMS Resolute đến giải cứu. Hãy tưởng tượng một thủy thủ đoàn gồm 60 người đã phải trải qua 3 mùa đông ở Bắc Cực mà không hề biết liệu mình có sống sót hay không. Sau đó, người ta tìm thấy con tàu đang nằm thẳng đứng ở độ sâu 11 mét dưới nước. Nó ở trong tình trạng rất tốt. Nước biển Bắc Cực đã ngăn bong ngoài của con tàu nhanh xuống cấp. Đường nét của con tàu và gỗ của nó vẫn có thể nhìn thấy rõ. Thêm vào đó, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những hiện vật trên đất liền do các thủy thủ để lại. Họ đã tháo dỡ mọi thứ trước khi bỏ HMS Investigator. Ba ngôi mộ của thủy thủ và một con tàu đắm của Hải quân Anh cũng đã được phát hiện trong khu vực này. Không biết còn gì dưới đó nữa không nhỉ?